Mẫn Quý Đắc là thủ môn dự bị. Và xin chúc mừng Lê Bắc là người được vinh danh cho giải thưởng cá nhân của mùa giải năm nay. Trân trọng kính mời Đông Suzy, anh Minh Hữu và Tiến Sport sẽ lên trao giải thưởng dành cho Lê Bắc. Găng tay vàng của mùa giải năm nay hoàn toàn xứng đáng rồi. Một chiếc găng tay của Kaiwin, một bộ trang phục, một đôi giày, hai đôi giày, vâng, của Wika và của Kaiwin. Rất nhiều những phần thưởng của các nhà tài trợ dành tặng cho những cá nhân xuất sắc nhất của mùa giải này, 5 phần thưởng. Và nếu mà cầm không đủ thì gọi Lê Bắc lên, Lê Bắc có thể gọi Quý Đắc lên cầm hộ cũng được. Một phong độ ấn tượng của Lê Bắc, rất ít bàn thua, chiến thắng trong trận chung kết. Và đương nhiên là Lê Bắc trở lại thì Quý Đắc dự bị. Trong đó nổi nhất là Quý Đắc đến không vào, suýt chữa tỷ số là 1-1. Đó là những gì mà Yên Tân họ đang thể hiện. Pha xử lý không bóng và dứt điểm rất nhanh đến từ Văn Hào. Nó chưa đủ độ khó đánh bại Lê Bắc. Mẫn Xá độc kỵ. Mạnh Quân không vào. Tiến Quốc, Xuân Trưởng, Tâm Châu đều đã bị vượt qua. Và vừa rồi thì Lê Bắc đã đổ người cứu thua để cứu chữa sai lầm đến phòng ngự của Mẫn Xá. Pha bóng mà Mạnh Quân thể hiện được thể hình lý tưởng hơn. Mạnh Quân đây rồi, vẫn không đánh bại được Lê Bắc. Một ngày thi đấu quá tập trung của thủ thành bên phía Mẫn Xá. Hiếu Phít dứt điểm, vẫn không đánh bại được thủ thành Lê Bắc. Nhưng vị trí của cầu thủ mang áo số 12 Xuân Trường rất nguy hiểm, không vào. Mẫn Xá có cơ hội và ngay lập tức là câu trả lời đến từ cầu thủ Vọng Nguyệt, nơi có sự có mặt đến từ Đình Hưng và cánh còn lại là Xuân Trường. Dứt điểm, không vào. Đường chuyền rất hay, cơi, không vào. Pha chọc khe tuyệt vời đến từ Minh Hiếu và một cú đá của cầu thủ đeo áo số 7 đó là Xuân An. Thắng còn. Lê Bắc đã kịp thời lao ra khép góc và phá bóng chịu một tình huống phạt góc. Duy Bẹo đã ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài thì cho rằng không có một pha phạm lỗi nào cả. Đương nhiên ngày nay sẽ có VAR. Dẫn trước Vọng Nguyệt 3-0 nhưng sau đó thì để Vọng Nguyệt gỡ hòa 3-3 và thua Vọng Nguyệt trên sút penalty ở vòng 1-8. Thời tiết thì có thể có một vài hạt mưa nhỏ nhỏ, nhưng dù sao đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã được tận hưởng những điều kiện tuyệt vời nhất trên sân động Phú Xá rồi. Dứt điểm hay, phả dứt điểm bằng